Đầu tiên không thể không kể đến chương trình giờ vàng giá sốt của Bến Thành Touric. Theo đó, vào 17:30 các ngày 5-6 tháng 9 và 11:00 ngày 7 tháng 9, đơn vị sẽ giảm giá 50% giá tour du lịch trong nước, 30% giá tour du lịch nước ngoài, cùng các chương trình mua tour du lịch tặng vé máy bay khứ hồi. Đặc biệt, trong 3 ngày diễn ra hội chợ, quý khán giả có sinh nhật vào ngày 9 tháng 12 năm 1989, trùng với ngày thành lập của Bến Thành Touric, sẽ được giảm giá 30% khi đăng ký tour bất kỳ. Chúng tôi mang tới hội chợ hàng trăm sản phẩm về du lịch mùa thu đông. Đặc biệt chúng tôi giảm giá rất sâu. Và đồng thời chúng tôi kết hợp với các tổng cục du lịch các nước để giới thiệu các sản phẩm trên thế giới. Bên cạnh hàng trăm tour du lịch thu đông hấp dẫn, tại gian hàng của Bến Thành Touric, quý khán giả cũng đừng quên mua tour Nhật Bản để được tặng ngay một phần quà giá trị.